Thôi, không đi mua. Xem gì? Tiền đâu mua? Mua đi ông Trương bán cho. À, lộc vừng. Lộc vừng mà nhìn cứ tưởng là hoa sữa. Chào anh. Bắc Cản này nhiều cây đẹp quá. Nhìn cái này xa tưởng hoa sữa quá là lộc vừng. Lộc vừng đang có hoa này. Cây đây là cây lộc vừng. Đấy, và nhìn xa tưởng hoa sữa. Đấy, tôi thấy thích mấy tiền rồi đấy, nhưng mà... Anh mua đi, nhường cho anh đấy. Tiền đâu mà mua? Là cái ông mua tiền. Đây, thì mua cây cổ này, làm cái bể cổ không được. Cổ nhưng mà... cây này thì đắt cái bể. Đấy, cũng được đấy. Cây cổ này. Nghe yếu là cây buộc quá. Ôi, cổ mà, dáng nó thế mà. Chả biết ông chủ vào bao nhiêu. Cây này bao nhiêu đấy anh Trương? Cây này. 11 cả bể luôn đấy. Cả bể đấy. Tặng bể đúng không? Bể một nửa cây nửa. Thế rồi giả bể mua cây. 3 củ. 7 triệu. Giả bể mua cây. Hả? À, giả bể mua cây 3 củ nhỉ? Thế rồi. Cây này hay đấy. Nếu mà mê cái dáng cổ và mini hay đấy. Bể đá thả nước, bể cũ. 11 tức là 5 triệu rưỡi cái bể à? 5 triệu rưỡi cái bể. 5 triệu rưỡi cái bể. Cao độ 40 phân. Từ mặt chậu lên 40-45 phân. Mặt này thì mặt bể này thì không có gì. Chân liền. Chân liền cối. Xem nào. À, gần được 2. Chắc được khoảng độ 30-35 phủ bì. Chỗ này chắc được gần 20, được 18. Chỉ tay chuột này. Không, không phải. Đỏ. Không có tay chuột ở đây đâu. Đúng rồi. Tay chuột. Không có tay chuột. Đỏ xịn luôn. Sung túc quá nhỉ. Tết nhất chơi sung này tốt quá. Quả lắm. Rồi. Mâm quả. Mâm ngũ quả. À, sung là con sung này 4 triệu. Quả như mâm ngũ quả. 4 triệu. Vâng, 4 triệu. Vừa mới cả cây cả đá. Con này có gì thay đổi không? À, cái này hơi chục. Hơi chục. Là 14. 14. Giá đầu tí tiền đấy lại. 14. 14 triệu. Nhiều ông gọi chắc chít. À, cây cao tổ 40 phân, 35-40 phân. Cây này thì quay mấy lần rồi? Quay từ cái lúc chưa tốt lá. Còn chân nó thì quá chân. Vâng, rồi bây giờ. Đây có hàng to hay hàng gì đây? To có, nhỏ có. À đây, tí nữa để ra anh tí, nốt cái chỗ này cả. Đấy, quả này. Quả nhiều chưa? Xin tía đấy. Quả. Đây này, hoa văn sọc đá nhé. Hoa văn của mặt trước đây. Dành cho người mê đồ cổ. Mình thì không có nhiều cảm xúc. Nói chung là cây này là đi bộ được. Cả chậu cả cây nó hợp. Theo cổ. Tùy mỗi người định giá, người chả thích cổ thì chả quan tâm. Người thì thích thì lại nhiều tiền. Video của ông em thì tối nào anh phải xem mất mấy tiếng à thì à? Dạ. Cứ lại nhảy với mình. Quen rồi, thành quen. Trước phải xem đồ sinh ra thì là xem của chú. Em thì cứ tào lao thế thôi. Các bác nhiều khi lại không thích đâu. Bác nào mà thích thì ủng hộ. À. Cái này nếu mà mê dáng cổ thì nên lấy. Quan trọng là giá thôi. Nếu mà bonsai thì bonsai thời mới thì chọn cái này về làm. Đâu rồi bác chủ đâu rồi? Hỏi giá thì mà chạy đâu rồi? Cái mai này chắc là nhiều tiền này. Mai này chắc nhiều tiền. Nu vào công. Nu ở công với nu da đen khác. À đây cũng một cây cổ nữa đây, bể. Hai cây đấy.
1981 mà nhìn nó cũng như là 1918 nhỉ. Sao nay này có đi một mình thế bà chủ? Anh đang chuyển từ xa, đang về một cái bên con si này với con si cổ cái cùng một dòng này, cổ dành cho tín đồ mê đồ cổ, giá thì vô cùng. Đây này, ôm hai lần chậu, chậu này chắc còn cổ hơn cái chậu này, chả biết thế nào một lần nhưng mà chắc là nhiều tiền. Quá cổ đấy. Cổ toang à đâu, cái chậu nó làm như thế chứ bị mất một nửa này. À đâu, chậu này nó đang chậu đang mất một nửa này, chắc là không hiểu là thiết kế như thế hay là rơi ra, chắc là rơi ra thì cũng rơi ra lâu rồi. 1981 1981 cái này đây, tí nữa bắt chủ ra hỏi. À đây, số của cái ông này đây, mà anh em hay cứ hay hỏi này, phiền lắm, đêm hôm cứ gọi, ngày nào cũng quay mà cứ hỏi lại, mình thì mình không lưu ở trên điện thoại đâu. Cứ nhìn vào đây là ấy thôi. Trường bàn sai đây. Trường. Mình đi làm này có phải đi làm để ăn tiền biết gì đâu mà các ông cứ chửi mình rồi. Mà các ông người mới thì thường hay như thế, bởi vì những các ông nào mà theo dõi thường xuyên thì có số hết cả rồi. Video nào xin số tuyển. Thôi thì khi khoảng có video thiếu sót các bác nhé. Hoa chơi Tết. Hoa này hoa chơi Tết. Đấy, rồ giá thì hỏi ông vừa nãy. Ông có số ở xe ô tô kìa. Hỏi sơ mấy cây. Này cây đẹp đấy. Tí nữa sang đến lượt viên. Quy sổ mấy không đấy. Vâng. À không, cứ từng khu vực một. Đi một xoan đi. Tí nữa sang xem cái xoan. Xoan ta hay là xoan gì đấy? Xoan gỗ à? Xoan gỗ à? Xoan gỗ. Xoan gỗ. Gỗ xoan đấy. Cái thân tôi. Cái cổ kia thì bao nhiêu đây? Cái gì nhỉ? Cái 1981 kìa. Con này là 18 triệu. 18. Nó lục vừng nhiều hoa mà. Đúng không? Đấy thì chắc không được kìa. Không vừng á? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Cái mai này thì sao? Mai là 45. 45. Nu kinh nhỉ? Nu. Nơi ông Tuấn kéo để bán ở chỗ này. Cái cắt tiêu ấy rồi dành này. Đỏ. Đấy, còn những cái người khác thì anh em hỏi số của anh alo, cái số mà vừa mới quẩy trên cái đầu ô tô đấy, xe của anh ấy đó, số của anh ấy. Quân thủ, quân thể si với lại đá. Quân thể si búp hồng. Để bàn. Tỏ. Có mặt nhỏ nhỏ đây. Cho anh em đi chợ. Dành dành của anh cây nào cũng có nhiều quả thế nhỉ. Cây nào quả to. Mua cái đục cú à? Rồi cũng tung. Nhật cũ. Con này thì được. Con này nó đóng, nó vót nhỏ, nó đóng ở đây này. Này nó đóng ở đây này. Ừ. Nên là dễ hư. Con này cái đục nhẹ nhàng thì cũng không làm nhẹ đâu. Con này cũng không làm nhẹ đâu. Bản này cũng không làm nhẹ, dày. Con này kéo lên nhưng mà nó lại choạc mẹ, cắt lại trượt mẹ. Choạc à? Dơ rồi. À, bị nhai à? Đấy, nó trượt mẹ ấy. Đấy. Cắt nhiều nó ưỡn mẹ nó mất rồi. Đấy ưỡn mẹ, điểm này ưỡn rồi. Ừ. Đấy ra kéo. Dòng này thì cắt nó được cái này nó phẳng mặt cắt nhưng mà nó lại bị ấy. Bye. Nó không được như đồ mới được. Cắt được. Bye.
dành dành sung sướng chưa, sung sướng chưa này, quả lắc ly vậy, lộc lá, khung cảnh của chợ này các bác nhé, để sang xem cái xoàn của ông